chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn anh chị và các bạn một cái khái niệm rất là mới đối với cả những video tôi phát, chứ không mới đối với cả những kiến thức và những hiểu biết của anh chị. Đó là kiến thức về hồ sơ phong thủy. Rất nhiều anh chị khi bắt đầu mà khởi công xây dựng nhà cửa hoặc thiết kế căn nhà của mình mà không biết là mình nên làm thế nào thì chúng ta tìm đến thầy phong thủy hay là chúng ta tìm đến các cái chuyên gia về thiết kế kiến trúc thì chúng ta sẽ có một khái niệm là chúng ta sẽ vẽ nên cái căn nhà của mình. Sau này thì cái phần đó thì được thể hiện trong một cái phần hồ sơ, và cái phần đó thì do là chúng ta kiến tạo cái không gian sống cho nên là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của anh chị nên người ta gọi phần đấy là phần hồ sơ phong thủy. Như vậy bản chất thì tôi sẽ muốn cái hồ sơ phong thủy nó khác cái hồ sơ kiến trúc như thế nào và cái phong thủy áp dụng được kiến trúc như thế nào thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn với anh chị về những cái nội dung như vậy. Trước hết là bản thân là chúng ta qua lại cái khái niệm về cái nó chủ quan phong thủy nó là cái gì đã. Phong thủy bản thân đó là cái việc mà kiến tạo hay là sắp đặt một cái môi trường sống hay sắp đặt một cái không gian sống nó phù hợp với cả thói quen sinh hoạt của anh chị, nó phù hợp với cả cái môi trường tự nhiên xung quanh, nó phù hợp với cả kiến trúc của xã hội hiện tại, nó phù hợp với cả cái thẩm mỹ cũng như là cái tiêu chuẩn và tiêu chí của kiến trúc. Thì nếu như mà chúng ta đạt được bốn cái tiêu chí này rồi, tức là tôi nói lại bốn cái tiêu chí đó, tiêu chí thứ nhất trước hết nó phải phù hợp với cả cảnh quan tự nhiên xung quanh, tức là cái môi trường của nhà anh chị. Cái tiêu chí này, để giải thích cho cái tiêu chí này, người ta nói rằng là giả sử như là thông thường ở trong làng hay là trong xã hay là trong đường phố hay khu phố của anh chị, cái việc mà khai sơn lập hướng, tức là xây đặt hướng nhà, thông thường nó sẽ là song song hoặc vuông góc với cả cái song song hoặc là nó vuông góc với cả cái đình nền miếu phủ hoặc là cái trụ sở hành chính hoặc là cơ quan công quyền, hoặc là thông thường nhất là song song hoặc vuông góc với cả cái đường trước nhà của anh chị. Tuy nhiên có thể là vì một lý do phong thủy anh chị bảo là hợp hướng hay là thế nọ thế kia, anh chị để xoay cái nhà của anh chị chéo chéo hoặc xoay cái cửa nó vát vát để nó không nằm trong cái trục vuông góc tương đối như vậy, thì vô tình chung chúng ta đã tạo ra một cái hình sát hay vô tình chung nó tạo ra một bố cục phong thủy rất là xấu. Và cái việc mà kiến tạo một cái không gian sống nó phù hợp với cả cái môi trường của anh chị thì nó chính là cái điều mà quan trọng nhất. Chứ chúng ta không thể xây dựng cái căn nhà của chúng ta để mà chúng ta xoay cho nó vát, hoặc là chúng ta tận dụng, hoặc là chúng ta làm bằng cái cách nào đó để nó đạt được hướng, và trong đó khi đó lên một cái hình nhà nó méo mó, vẹo vọ và các góc cạnh nó chọc vào nhà của hàng xóm, thì cái chuyện đấy không phải là phong thủy. Cái việc thứ hai đó chính là nó phải phù hợp với cả cái văn hóa của vùng miền, văn hóa của địa phương, của văn hóa của cái khu vực vùng sông đó. Cái người ở vùng cao thì cái xây nhà kiểu khác, người ở đồng bằng xây nhà kiểu khác, người ở miền biển xây nhà kiểu khác, người trung du nhà kiểu khác. Ví dụ như chúng ta xét đơn giản thôi, ở miền núi người ta làm do là nhiều lũ quét, rồi do là phải chăn nuôi, rồi rắn rết bọ kẹp nhiều, thì người ta phải làm nhà sàn, đúng không ạ? Nhưng vùng đồng bằng Bắc Bộ chẳng hạn thì người ta làm nhà trệt, và vùng trung du miền Nam chẳng hạn thì ở đấy thì cái mưa hắt ngang nhiều, cho nên cái nhà phải có một cái hiên rất là rộng, khoảng tầm 1,5 m, 1,8 m hoặc 2,2 m hoặc 2,5 m trở ra, thì để cho cái nước mưa nó hắt vào bên trong cái cửa của nhà anh chị. Đó. Ngoài ra thì khí hậu của Việt Nam chúng ta nó khí hậu nóng ẩm mưa nhiều chẳng hạn, cho nên là chúng ta không thể mang cái thiết kế của người Nhật hoặc là chúng ta đặt vào cái thiết kế của người Việt được, và hay chúng ta mang thiết kế của châu Âu đặt vào ở đấy, chúng ta thấy là họ dựng nhà chỉ có một cái gỗ không thôi. Anh chị cứ thử dựng cái nhà gỗ trên cái gỗ của họ chẳng hạn, chỉ có 3 năm thôi, đó là mốc meo lên thì âm khí, tà khí, sát khí nó lại nhảy vào của nhà chúng ta, thì cái việc đấy quá tội. Như vậy là phải căn cứ vào cái khí hậu vùng miền, căn cứ vào cái văn hóa của cái địa phương đó, bởi vì là văn hóa đó là cái quá trình mà lặp đi lặp lại một cái thói quen, và cái thói quen đó được đúc rút thông qua cái quá trình lao động sản xuất, cho nên ra là chúng ta tận dụng những thói quen và tận dụng những kiến thức văn hóa hay là gọi là cái trí thức dân gian đó để chúng ta thiết kế sắp đặt hay là chúng ta bố cục với căn nhà chúng ta nó phù hợp với cả các hoàn cảnh tự nhiên, và người ta gọi đấy là văn hóa địa phương. Ngoài ra cái căn nhà của anh chị nó phải thỏa mãn vào cái thói quen sinh hoạt của anh chị. Chúng ta sẽ không thể sử dụng các cái tiêu chí phong thủy, ví dụ anh chị bảo là bây giờ cái bàn bếp nó phải cao 95 phân mới hợp với tôi cơ, nhưng khổ vợ anh chị cao 1m50, bây giờ dùng cái bàn 95 phân cái bếp nó cao lên tận ngực của anh chị à? Đó, thì cái việc đấy thì nó là hoàn toàn, cái việc đấy nó hoàn toàn không phải là như vậy. Việc đấy nó hoàn toàn không phải là như vậy. Cho nên thành ra là chúng ta sẽ phải, cho nên thành ra là cái việc mà, hoặc là chúng ta bảo là cái cửa nó phải là 1m15 nó mới đẹp, hay là cái cửa nó phải là số bao nhiêu mới đẹp cơ, nhưng mà khổ cái khuôn cảnh hay là cái công dụng cụ của anh chị nó lại không có phù hợp cho cái điều đó. Rồi cái bậc cầu thang anh chị phải bảo là bậc nó phải càng cao càng tốt cơ, nhưng mà khổ cái bậc, cái người nhà mình thấp thì mình dùng bậc cỡ bậc 16 thôi,
cái bậc của người cao chẳng hạn, nên dùng cái bậc 16 năm chẳng hạn, cùng lắm lên 17 thì không bước nó chùn chân. Và chẳng hạn tất cả những cái tiêu chí như vậy thì người ta gọi là phù hợp với thói quen. Tôi có cái thói quen là ngủ nướng. Cho nên thành ra là cái phòng của tôi ý, là rèm là tôi phải sử dụng các cái rèm nó cản sáng tốt, buổi sáng nó rọi mặt tôi thì cũng chịu được. Hay là tôi hay ngủ dậy sớm, tôi phải sử dụng cái rèm lá, rèm lật cơ để vừa mới có ánh sáng tôi phát hiện ngay. Thì tất cả những cái điều đấy nó gọi là thói quen sinh hoạt của anh chị. Cho nên thành ra là chúng ta thiết kế cái nhà để anh chị ở, chứ không phải để hàng xóm anh chị ở, không phải để ông hàng xóm góp ý về thói quen. Đây là việc của mình. Anh chị thích cái việc cái nhà của mình rằng là tôi thích cái tủ lạnh gần cái bàn ăn cơ, nhà tôi là hay dùng đồ ăn từ đó cơ. Thì tóm lại là cái thói quen sinh hoạt để phục vụ giúp ích cho anh chị cảm thấy thoải mái trong cuộc sống của mình. Thì như vậy thì anh chị sẽ cuối cùng trong cái căn nhà của anh chị, đấy là tiêu chí số 3. Cái tiêu chí thứ tư trong việc cái bố cục cái phong thủy nữa, đó là nó phải phù hợp với cả cái tiêu chí kiến trúc hay thẩm mỹ của xã hội hiện tại. Cái tiêu chí này rất là quan trọng, không nên đưa những cái quá dị, quá lạ, quá độc lên cái nhà của mình. Tự nhiên cái điều tốt nó trỏ vào đấy thì không sao, chứ cái điều xấu nó mới trỏ vào đấy. Hoặc là tóm lại là một cái tất cả cái dàn đường người ta đều đi một chiều, mình đi ngược chiều, là cái điều đấy là điều không nên. Và cái điều quan trọng nhất anh chị phải nhớ rằng là tôi nói này, là cái nhà là cái nhà, cái nhà có vận số mệnh số, cái nhà là cái nó giống như là một người bạn, giống như là một người cha, giống như một người con, giống như là một người đồng hành trong đời của anh chị, chứ nó không phải là anh chị. Cho nên là nó sẽ nên thành ra là nó tuân theo những sở thích của anh chị về mặt công năng và sử dụng trong cái của anh chị thôi, chứ nó không phải là tuân theo những tất cả những cái gì liên quan đến mệnh số hay vận số của anh chị cả. Cho nên nó mới khiến tạo ra một cái khái niệm gọi là hồ sơ phong thủy. Cho nên hồ sơ phong thủy bản thân nó là cái gì? Hồ sơ phong thủy bản thân nó là một cái tài liệu, trước hết nó là một tài liệu phân tích cũng như là thiết kế, sắp đặt, bố trí công năng sử dụng của căn nhà của anh chị. Trước hết nó phù hợp với cả địa hình xung quanh, thứ hai nó phù hợp với cả cái địa lý của vùng miền, thứ ba hồ sơ phong thủy là cái nó phù hợp với cả cái thói quen sinh hoạt của nhà anh chị. Cho nên là ông thầy phong thủy hay là cũng thay mặt ông kiến trúc sư làm việc với anh chị về cái thói quen này, và nó phù hợp với cả gì ạ, cái tiêu chí của kiến trúc của xã hội hiện tại. Và bốn cái tiêu chí đó, và nó phù hợp với tiêu chí đặc biệt quan trọng là phù hợp với các tiêu chí của phong thủy nói chung. Ví dụ thiết kế thế đẹp rồi, hay rồi, nhưng rất tiếc là cái vệ sinh đặt mặt bằng của anh chị. Thiết kế đẹp rồi, nhưng mà rất tiếc là cái vị trí của bếp đặt đúng phương lộc, đốt hết tập. Thiết kế tốt rồi, nhưng mà cái bể phốt đã đặt vào đúng bản mệnh của vợ. Thiết kế như vậy là tốt rồi, nhưng mà cầu thang đặt đúng phương hướng sang. Ví dụ thì tất cả những tiêu chí như vậy thì nó đều gây ra những cái tác họa của phong thủy. Cho nên mới cần cái ông thầy phong thủy, chứ không anh chị cứ đưa hồ sơ của anh chị cho ông kiến trúc sư, tôi đảm bảo với anh chị là còn vẽ đẹp hơn là ông thầy phong thủy. Những cái kiến trúc sư giỏi, đúng không ạ? Thì với những kinh nghiệm mà trong quá trình đi tư vấn cho khoảng trên 5.000 căn hộ trong khoảng trên 10 năm vừa qua, thì công ty phong thủy Đăng Nguyên cũng đóng góp được bằng cái trí tuệ, rồi bằng cái quá trình trải nghiệm trước các sản phẩm của mình. Thì tôi cũng được may mắn đi khắp mọi miền đất nước, 54 tỉnh thành thì chắc tôi đi được khoảng 53 tỉnh rưỡi. Các nước trên thế giới thì tôi cũng có được tham quan, rồi tư vấn tại các quốc gia đó như Mỹ hay là Úc hay là Nhật hay là Anh hay là gần đây thì Malaysia hay Sinh, và kể cả bên Trung Quốc nữa. Cho nên ra là tôi hiểu được cái mong muốn của anh chị. Chỉ cần nhìn mặt anh chị là tôi đã biết anh chị muốn xây cái nhà nào rồi, bởi vì cái đấy là kinh nghiệm, đúng không ạ? Và chỉ cần nhìn cái viên dáng cái nhà như nào là tôi đã biết bên trong chị bố trí cái nhà chị thế nào rồi. Cho nên ra là cái này cũng vẫn gọi là kinh nghiệm. Cho nên thành ra là bằng cái trải nghiệm của mình thì tôi hy vọng rằng là tôi có thể đem được cái kiến thức đó để mà giúp trong quá trình mà tư vấn cái hồ sơ cũng như là tư vấn cái việc thiết kế cái công năng trong cái căn nhà của anh chị. Thì trong video này thì tôi sẽ giới thiệu qua với anh chị một cái hồ sơ phong thủy của công ty mà chúng tôi vẫn hay thường tư vấn và làm cũng như là gửi đến cho khách hàng. Và để lập cái hồ sơ này thì chúng ta cần phải trải qua một cái quy trình gọi là cái quy trình tư vấn lập hồ sơ phong thủy, bằng cái việc xác lập lịch hẹn, rồi sau đó là kiểm tra trước thông tin, rồi sau đó đến khảo sát, rồi trao đổi với chủ nhà, rồi sau đó thiết kế công năng, rồi sau đó mới lập hồ sơ. Và sau khi đã có quyển hồ sơ này rồi thì anh chị sẽ chuyển cái quyển hồ sơ này cho kiến trúc sư, và kiến trúc sư họ sẽ căn cứ vào cái công năng tôi lập trong hồ sơ để họ thiết kế một cái thiết kế gọi là kỹ thuật cho căn nhà nó trở nên đẹp hơn, ví dụ là phong cảnh 3D hoặc là nội thất hoặc kết cấu hoặc kiến trúc hoặc điện nước, rồi các cái dự toán để chúng ta bắt đầu tiến hành vào xây dựng căn nhà của mình.
hồ sơ phong thủy không hề phủ nhận cái giá trị hay là cái vai trò của kiến trúc sư, bởi vì thực chất cái hồ sơ phong thủy của anh chị thì tóm của anh chị cũng do trên 10 kiến trúc sư tại công ty ngồi làm việc, chứ không phải là tôi ngồi tôi vẽ. Vì tôi thì cũng đủ đa năng và đủ tài giỏi đến để mà ngồi vẽ tất cả các nhà của anh chị được, mà có khoảng trên 10 bạn chuyên về concept, tức là chuyên về công năng kiến trúc của các cái trường kiến trúc hàng đầu và có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm làm việc và làm việc tại công ty. Thì các bạn ấy sẽ vẽ căn cứ vào ý tưởng của chủ nhà, căn cứ vào mong muốn của thầy phong thủy và mong muốn của tôi, thì các bạn ấy sẽ vẽ lại cái công năng cho anh chị, và cái công năng phong thủy đó sẽ được chuyển đến anh chị, và sau đó là giữa kiến trúc sư, thầy phong thủy và cái người chủ sẽ cùng làm việc với nhau để thống nhất ra được cái công năng nó phù hợp với những tiêu chí như tôi nói vừa trên. Và sau khi chúng ta thống nhất được xong công năng thì tôi mới tiếp tục chuyển vào bước thứ hai, là tôi lập và thiết kế cái hồ sơ phong thủy cho anh chị. Và sau này chúng ta sẽ chuyển hồ sơ kiến trúc phong thủy này cho kiến trúc sư, để họ kiến trúc sư họ sẽ căn cứ vào đó để lấy cái cơ sở để mà thiết kế cái căn nhà của mình. Thì tôi giới thiệu qua với chị cơ bản về cái hồ sơ phong thủy của công ty. Thì hồ sơ phong thủy của công ty thì bao gồm cái phần đầu tiên của chúng ta sẽ gồm có bao gồm là phần đại cục, tức là trong phần hồ sơ phong thủy thì kiểu gì cũng sẽ nói về cái phần đại cục, tức là đại cục trong hồ sơ phong thủy tức là nói về cái tổng thể cái căn nhà của anh chị đang đặt ở đâu, đặt vị trí nào, định vị ra sao, hướng gió thế nào, hướng độ ra sao, hướng mạch thế nào, tọa độ địa lý của anh chị chỗ nào, cái căn nhà này thì có hợp với cả anh chị hay không, nếu không hợp thì chọn căn khác thì chọn căn hướng nào, hoặc là ngoài cái hướng này ra thì nên chọn thêm cái hướng nào nữa, năm nay xây có vận có tốt hay không, sạch đất này có cát có lành có tốt hay không, thì chúng ta sẽ có cái bài nói về tổng quan về chuyện đó, đúng không ạ? Sau này thì từng các video sau thì tôi sẽ đi sâu vào từng cái trang này và nội dung cũng được hướng dẫn anh chị cách sử dụng các trang này. Chúng ta sẽ có một nội dung về họa tiết trang trí, cái nhà này được thiết kế họa tiết thế nào, tại sao lại dùng họa tiết này, màu sơn bên ngoài, màu sơn bên trong, rồi gạch lát nền, cách lát gạch nền, kính ốp bếp của anh chị nên sử dụng thế nào, rồi bảng kích thước các cửa, cửa sổ, cửa chính, cửa cổng, cửa phòng đi, tất cả cửa trong nhà anh chị thì nên chọn kích thước hơn nào thì để cho phù hợp. Rồi sau đó chúng ta sẽ có bảng tọa hướng kiến trúc để chúng ta xem là cái tổng cục của cái hồ sơ phong thủy của anh chị thì nhà anh chị sẽ chia thành các phương vị như thế nào. Rồi chúng ta sẽ có bảng là bảng mặt bằng công năng tổng thể, thì cái vị trí khai môn mở cổng thì trong bảng này là kiến trúc sư vẽ ra cho anh chị, cho nên ra là tôi đã tính trước cho anh chị xem là cái chị cần dùng bao nhiêu cái cột để cỡ bao nhiêu và để vị trí nào, tường xây kích thước bao nhiêu. Và trong bảng này tế bảng này người ta gọi là bảng hồ sơ bố trí công năng kiến trúc nội thất phong thủy, tức là tôi đã bố trí cái nội thất của chị rồi, kể cả đến cái việc và cái ghế để giày, tức là cái ghế mà chị đi giày hàng ngày để ở đâu tôi đã vẽ sơ bộ trên mặt bằng rồi. Cho nên chỉ cần là với cái bộ như này, cái bếp với chị đặt ở đâu, phòng ngủ này thì để khi nào, kích thước phòng ngủ ra sao thì tôi đã mô tả sẵn trên hồ sơ rồi, các vị trí đường đi lối lại cảnh quan thì tôi cũng đã mô tả cơ bản để làm cái nền tảng cho kiến trúc sư sau này để vẽ chi tiết và làm cho nó đẹp hơn, nó pro hơn, đúng không ạ? Bởi vì là trong giới hạn hồ sơ phong thủy thì tôi không muốn làm hết tất cả một thứ nó chi tiết. Còn nếu anh chị muốn làm chi tiết thì chúng ta chuyển sang hạng mục thứ hai, tức là hạng mục thiết kế hồ sơ kiến trúc, thì lúc đấy thì nó lại sang một câu chuyện khác, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ có công năng các tầng, như công năng của tầng 2, rồi công năng mặt bằng mái, rồi sau đó thì cái mặt bằng này gọi là mặt bằng định vị công năng để anh chị xác định các cái kích thước của anh chị. Bởi vì khi chúng ta xác định các kích thước của chúng ta như thế này á, thì để anh chị có cái cơ sở để chúng ta đặt cái công trình của chúng ta ở đâu, ở trên kích thước này. Rồi chúng ta sẽ có cái phương án động thổ. Phương án động thổ đó là cái phần rất là quan trọng trong hồ sơ. Động thổ như lần trước tôi đã nói về cái video thế nào gọi là động thổ. Động thổ nó là một nghi lễ, nó là một nghi thức chứ nó không phải là hành động, đúng không ạ? Cho nên không phải là cái cuốc xuống đất tôi gọi là động thổ. Cho nên tôi sẽ hướng dẫn anh chị các cái nghi thức và nghi lễ. Và chúng ta sẽ có vị trí của các phương động thổ. Động thổ vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3, động thổ như nào, tuổi nào động thổ cho anh chị, lễ nghi anh chị cần phải làm thế nào thì cũng phải làm, cũng được hướng dẫn trong hồ sơ này. Sau đó là phương pháp để chỉ chấn trạch, tại sao lại phải chấn trạch thì chấn bằng cái gì để cho trạch đất nó vững, bị chấn trạch xong thì không cần phải đặt các vật phẩm phong thủy vào rào nữa, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta sẽ có cái phương án cấp thoát nước, bể nước cái chị để đâu, bể nước ngầm để đâu, bể nước mái để đâu, hệ thống bể phốt chúng ta để ở chỗ nào, đường nước vào, đường nước ra, đúng không ạ? Và phương pháp để hóa giải cho những cái vị bể phốt và vị trí xấu nếu có, đúng không ạ? Và sau đó là đến cái phương án bố trí vật phẩm phong thủy. Thực tế một căn nhà được thiết kế hồ sơ phong thủy rồi thì anh chị không cần phải đặt vật phẩm phong thủy nhiều ở trong nhà, vì nó là đúng rồi, đặt làm gì, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong này tôi vẫn bố trí các vật phẩm phong thủy của anh chị, bởi vì nhiều khi để đảm bảo các tiêu chí về mặt kiến trúc đẹp và thỏa mãn các cái thói quen sinh hoạt của chúng ta, nên một số vị trí vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng hết cái tiêu chí phong thủy được,
thì người ta sử dụng các một số các vật phẩm phong thủy đặt vào trong đó để người ta tăng cường hay hóa giải cho những vị trí phạm xấu. Và ngoài ra thì việc bố trí vật phong thủy cũng nhằm để tác động kích hợp, để mà kích hoạt hòa hợp, kích hoạt tài lộc, kích hoạt quan lộc và kích hoạt cái nhân duyên ở trong gia đình nó trở nên thuận lợi. Thì các mặt bằng bố trí vật phẩm phong thủy, tên vật phẩm, cách đặt và tác dụng của chúng ta đặt như thế nào thì tôi cũng có để trên cái hồ sơ như thế này. Ngoài ra thì cái phương án bố trí bao giờ giao tiên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có phương án ngày giờ gồm có là ngày dọn dẹp mặt bằng là gì, ngày đấu thổ là ngày nào, ngày chấn trạch là ngày nào, ngày đổ mái tầng 1, tầng 2, đổ cắt tóc và ngày nhập trạch. Thì toàn bộ những cái ngày mà chúng ta sẽ làm ở trong hồ sơ thì tôi cũng sẽ để sẵn trong hồ sơ của chị luôn. Và trang tiếp theo của hồ sơ thì chúng ta sẽ đi đến một cái trang và các cái thông tin khi anh chị cần liên hệ để mà nhờ sự trợ giúp trong quá trình làm việc của anh chị thì liên hệ ở đâu và số điện thoại như thế nào thì tôi cũng có để trong cái quyển hồ sơ này. Thì bản thân đây là cái quyển hồ sơ phong thủy đầy đủ của công ty phong thủy Đa Nguyên mà có làm cũng như là tư vấn đến anh chị trong quá trình mà chúng ta thiết kế cũng như là sắp đặt cũng như là làm một cái hồ sơ. Như vậy thì cho nên là bản thân hồ sơ phong thủy nó không đơn thuần chỉ là một cái mặt bằng để mà mô tả hay là chỉ là những cái lý thuyết hay là chỉ là những cái điều gì mà tôi sẽ thể hiện toàn bộ phần kiến thức phong thủy thông qua cái việc mà đưa nó vào một cái hồ sơ tư vấn để chúng ta có thể mà anh chị có thể dễ dàng tìm, đọc, hiểu và sử dụng nó và ứng dụng các kiến thức phong thủy vào cuộc sống. Trong các video tiếp theo thì tôi sẽ nói chi tiết hơn về từng cái bảng hồ sơ. Hồ sơ này tôi làm như thế bởi vì tại vì làm sao nó dựa trên những tiêu chí như thế nào để chúng ta có thể khai thác cũng như là để chúng ta nắm được về một cái phương án để làm hồ sơ phong thủy. Chúng ta mà tư vấn cái phần phong thủy trước mà kết hợp được với cả phần kiến trúc thì nó sẽ làm cho căn nhà của chúng ta nó trở thành một cái nơi mà anh chị gọi là nơi ước bến chốn mong về, là đi xa thì muốn về nhà, nhưng mà ở nhà thì phải cảm thấy thoải mái, vui vẻ, gia đình hòa hợp và mọi thứ nó trở nên là mọi thứ nó sẽ trở nên là nó xứng đáng bởi vì chúng ta được sinh ra để chúng tận hưởng cuộc sống. Nó phong thủy đó là cái việc mà chúng ta tận dụng tối ưu các điều kiện tự nhiên và để mà tương hợp và thiết kế ra không gian sống chúng ta tương hợp với cả trạch đất, tương hợp với cả cái tuổi hay gọi tương hợp với thói quen sinh hoạt của anh chị để chúng ta có được cái môi trường sống giúp cải thiện tài lộc, cải thiện sức khỏe, cải thiện gia đạo và tăng thêm cái may mắn trong cuộc sống của anh chị. Cảm ơn các anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các video của Phong Thủy Tam Nguyên. Chúc anh chị cùng toàn gia đình vạn sự thịnh vượng như ý. Xin cảm ơn.